Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là pin của điện thoại Huawei, của máy tính bảng Huawei MediaPad T1 với tên mã là HB3080G1EBC, dung lượng 4800mAh, đã có mặt tại di động cao cấp .vn, pin rất lớn như này. Đó. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của máy tính bảng MediaPad 1, lỗi hỏng không lên nên chập chờn luôn cũng không, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn. Chúng tôi đang là địa chỉ cung cấp tất cả các loại pin của điện thoại Huawei, máy tính bảng Huawei nói chung và pin của Huawei MediaPad 1, T1 nói riêng, thay mới vị các bạn. Vì các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin cho vị các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa, không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Tức quý hàng đặt hàng online tại website di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ tư vấn, sẽ chuyển pin đến tận địa chỉ hàng nhu cầu. Quý hàng nhận được pin, quý hàng thanh toán tiền cho bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video hướng dẫn thay pin của Huawei MediaPad T1. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.